Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kèo Europe, đó chính là cái đồng Spared Coin. Ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình là cái nút Start nhé. Rồi ok, thì đầu tiên mình cần phải vượt qua cái captcha của nó. Ok, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là Continue. Rồi đây là cái Europe mà chúng ta cần phải thực hiện. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn cho mình là Join Telegram Group. Đó, chọn cho đây cho mình. Các bạn chọn cho mình là Join Group là được nhá. Rồi tiếp theo này, Follow Twitter. Ấn cho mình là Open này. Rồi đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là nút theo dõi nhá. Ok, tiếp theo này, Like Request Pin Spot. Và tag 3 friend của bạn. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ kéo xuống cái phần là Twitch đã ghim này. Like cho mình này. Sau đó chọn cho mình là trích dẫn tweet. Tại đây thì bạn sẽ tiến hành tag cho mình là ba người bạn bất kỳ nhá. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ chọn là nút tweet này. Tiếp theo thì bạn sẽ chọn cho mình là follow Instagram, chọn cho mình là open. Rồi ok, ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình là nút follow là được nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại cái form Europe Follow Reddit. Các bạn chọn cho mình là Open đây nhé. Rồi ok, ở đây thì bạn sẽ chọn cho mình là nút Join này. Tiếp theo là chúng ta sẽ Join vào cái Avertires Telegram Channel. Rồi ở đây thì mình đã Join vào cái channel này rồi, cho nên là mình sẽ không cần phải Join lại nữa. Tiếp theo này, Follow Twitter, Like và Request Aeroport, chọn cho mình Open ở đây nhé. Rồi ok, thì bạn có thể nhìn thấy được tweet gần nhất là 7 giờ này, Spared Coin nhé. Bạn sẽ chọn cho mình là nút Like và chọn cho mình là nút Tweet lại là được. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cái Aerop và chọn cho mình là Submit này. Tại đây thì bạn sẽ chọn cho mình nút Done nhé. Follow Tweet, Like và Request Pin Spot. Also tag 3 friend. Tại đây thì chúng ta sẽ cần phải dán cái Twitter profiling của mình. Mình sẽ chọn là hồ sơ này. Đó. Sao chép ở đây. Sau đó chúng ta sẽ paste vào đây là được nhá. Chọn cho mình nút Enter. Follow Instagram. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái username Instagram của mình. Mình sẽ quay trở lại Instagram, chọn cho mình là cái hình avatar này, chọn cho mình là trang cá nhân. Ở đây chính là cái username của mình nhé. Bạn sẽ paste cái username vào đây. Rồi tiếp theo là follow Reddit. Hãy add cái username Reddit của bạn vào đây. Mình sẽ chọn là hồ sơ này. Rồi thì ở đây mình sẽ copy cái username Reddit của mình. Chọn cho mình là copy và add vào đây là được. Chọn cho mình là done nhá. Ở đây thì chọn cho mình là yes. Rồi tiếp theo là sẽ add cái địa chỉ Binance Smart Chain. Mình sử dụng ở đây là ví MetaMask. Còn nếu như bạn không sử dụng ví MetaMask thì bạn có thể sử dụng ví Just Wallet được. Rồi tại đây thì mình sẽ copy địa chỉ Binance Smart Chain này. Sau đó là mình sẽ dán vào đây. Ok, và đây sẽ là cái link đăng ký của mình. Mình cũng sẽ để cái đường link này dưới phần mô tả của video. Thì nếu như bạn nào mà làm theo cái video này của mình thì chúng ta có thể sẽ được những cái phần thưởng. Chúng ta có thể sẽ nhận được là hai cái đồng Spade này nhá. Thì nó sẽ phân phối về cái địa chỉ PSC Wallet của mình. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Còn nếu như bạn thích video của mình thì đừng quên cho mình một like và một subscribe kênh YouTube để mình có thể thấy được nhiều video hay nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.